Sự việc Nga tấn công Ukraine đã được Lý Thường Phong nhà Đường nhắc đến trong thoi báo đồ hơn 1.000 năm trước. Tượng 46 sấm viết, ảm ảm âm mai, sát bất dùng đao, ám chỉ dịch bệnh đang bao trùm toàn thế giới, giết người không gươm đao. Vạn nhân bất tử, nhất nhân nan đạo, ám chỉ không đánh đổ được đám đông thì một người sẽ không yên thân. Nếu cuộc chiến tấn công Ukraine thất bại thì tính mạng và danh tiếng Putin rõ là sẽ lâm nguy. Putin và Tập Cận Bình đã gặp nhau vào ngày 4 tháng 2 năm 2022 tại Bắc Kinh trong dịp khai mạc Thế vận hội mùa đông. Đây là dấu hiệu cho thấy họ có thể đã lên kế hoạch cho cuộc tấn công này từ trước. Không như dự tính, sự kháng cự ngoan cường của Tổng thống và người dân Ukraine đã khiến kế hoạch của Putin đi vào ngõ cụt, biến đổi cục diện thế giới. Và nếu Nga thất bại, thì tương lai chính là dũng sĩ cõng sao nhập đế cung, nghĩa là thể chế hiện tại sẽ bị lật đổ từ phía sau. Nga và thậm chí là Trung Quốc có thể sẽ phải thay đổi triều đại. Và Đài Loan chính là nhân tố then chốt. Mối quan hệ Trung Đài là thế nào? Mời mọi người đón xem trên Tinh Hoa TV.